mốt chân hồi phục sẽ tập đá màu đầu tiên. Một khán đài lên lát là toàn bộ bốn phía xung quanh lên lát theo luôn. Đi tái nghiệp gặp lại học trò của mình xa xưa. Ôi, không sao. Sập các bạn. Số 12 Afghanistan được xin chữ ký. Hello anh em. Nay mình đi coi đội tuyển Việt Nam với lại Afghanistan tại sân Thống Nhất. Vừa mới gửi xe xong. Trong đây ở bãi xe mình gửi chắc cũng nhiều lần lắm rồi. Hay gửi chổng. Nó nằm sau lưng cái khu vui chơi. Tuần xe hơi bên này. Này bãi xe hơi, bên trong là bãi xe máy. Nói chung là gửi trong đây là bãi. Còn anh em nào khác đi xem đá banh sân Thống Nhất mà gửi dọc đường là không biết cá nhân nào tự làm á, mất xe không ai không biết có ai chịu hay không đó. Nhưng mà mặc áo áo World Cup của tuyển nữ phiên bản đặc biệt này được Rainsport Việt Nam tặng riêng. Trận giao hữu bóng đá quốc tế nay để con mà không để mà như dạ con có vé rồi. Xe vé bán vé dữ ha. Bán vé xung quanh bán vé, tấp nập bán vé, bên kia cũng bán vé. Rất là đông người bán vé. Nhưng mà bây giờ là 4 giờ rưỡi, mình đi cũng hơi sớm. Mình đi có thẻ nên đi đường thẻ vào. Sau lưng thì mấy anh em, trời ơi, động đông quá, quá trời đông luôn. Nói chung là hôm nay mình đi theo diện phóng viên, chứ không phải mất vất vả mua vé như mấy anh em ngoài kia. Bình thường là ở đây có phòng bán vé, ai xem thì tới mua vé thôi. Nhưng mà hầu như là những cái trận đá banh của đội tuyển Việt Nam sân Thống Nhất như thế này thì phải nói sao ta. Có người ta mua vé hết rồi, ta mua xong người ta bán lại, tới giờ người ta bán lại, giá sẽ cao hơn bình thường. Nhưng mà theo mình biết là vé của trận này khoảng 500-600 ngàn cho khán đài A nha. Có một số vé là mời nữa. Lâu lắm rồi mình mới có một trận mà hay ở sân Thống Nhất như thế này. Đội tuyển Việt Nam đá sân Thống Nhất là cũng là rất là hiếm hoi nên ra cũng sôi sục và sôi động như thế này. Chứ bình thường là Thống Nhất thì cũng ít, đội tuyển Việt Nam ít đá lắm. Này cơ hội hiếm có được đi coi đội tuyển đá sân Thống Nhất nha. Đợt trước thì có Hoàng Gia Lai đá. Nói chung không bằng đội tuyển quốc gia Việt Nam cho lắm, nhưng mà cũng là khá là đông đảo, rất là nhiều người xem đây. Và hy vọng là hôm nay khán giả cũng sẽ đi đông giống như đợt mà anh Gia Lai vừa rồi ha. Đội vừa tới xe buýt đằng xa. Chạy lại đó coi. Với đôi chân đang xì quẻ nhà đâu có dám chạy đâu. Đi bộ từ từ tới. Ở đây nhìn thấy nóc nhà nhà người ta luôn. Bên đây thì chưa ai ngồi, bên kia thì ngồi khá đông. Đường đi của phóng viên sao thấy lạ quá. Thì giải đấu mà dĩ nhiên phải có xe cứu thương rồi. Tự nhiên nhìn xe cứu thương này không nhớ hồi Hùng Dũng bị chấn thương rồi. Bị xong chạy thẳng lên sân. Đội tuyển bước ra thì khán giả xung quanh hò reo quá trời luôn. Xa tít đằng xa kia. Tại là đang livestream trên fanpage Thiên Quyền Tài Soccer. Anh em nhớ like, follow fanpage mình nha. Đội tuyển vô khán giả hò reo. Ghê không? Để đi qua đây cho gần, xem khởi động cho gần.
Nãy giờ bên kia đứng hơi xa quá. Này khu của ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam. Ngồi. Tiếp tục những tiếng hò reo. Vũ Tiên Quang, Đặng Văn Lâm, Tuấn Mạnh. Các cầu thủ thì đang khởi động đây, và anh Đức là đang là trợ lý mới của đội tuyển gia Việt Nam. Hôm nay đứng khởi động cho anh em. Hoàng Đức, Trương Văn Thái, Quý Công Phượng, Hùng Dũng, Quế Ngọc Hải, Tiến Linh, Văn Thanh, Thành đùi to quá, Di Mạnh. Ống thi đấu là đang sử dụng bóng của Raceport Việt Nam. Rất nhiều bóng. Mỗi một trận đấu thì có một quả bóng khác nhau. Ồ, trời đẹp quá. Còn đá mè chưa? Gọn gàng nhỉ? Một chạm rất gọn gàng. Đá ma là tập truyền rất là tốt nha. Anh em nào rảnh thì cứ tập đá ma nhiều lên, kỹ năng truyền bóng sẽ lên cao. Bài đá ma là bài thường xuyên mình được ứng dụng vào các bài tập luyện truyền bóng trong các buổi tập truyền phối hợp nhỏ. Đằng xa thì trọng tài đang khởi động. Bút skill ghê vậy, làm gì? Em đây. Ghê. Tí em tại vì có cái bạn chạy dây, tí em sẽ đổi áo cho bạn. Tí bạn phải... Vâng. Tí là em ngồi xuống luôn. Nói chung là anh em cố gắng tập đá ma nhiều lên, kỹ năng truyền bóng lên cao liền. Đá banh là truyền bóng rất là nhiều, quan trọng luôn. Chứ không phải là cứ sút bóng đâu. Nhéo qua cặp đùi của Văn Thanh, rất là to ha. Đùi to. Thường thì ai đứt dây chằng xong cũng tập đùi ghê lắm. Tại vì đùi quan trọng lắm. Đùi hỗ trợ cho dây chằng, thành ra là cứ đùi to là sẽ đỡ sợ bị chấn thương dây chằng nha anh em. Mình sắp tới mình cũng tập đùi rất là nhiều. Khéo léo. Coi khởi động vui nè. Tại mình khoái coi đá ma. Mốt chân hồi phục sẽ tập đá ma đầu tiên. Khéo quá. Mà đá có một chạm. Là gì? Một top đây. Top giữa. Hai cầu phía sau. Cú dứt điểm của Tuấn Hải. Quang Hải. Như thế này quay sáng mới thấy kỹ năng cởi chân của các cầu thủ tuyển thủ quốc gia khéo léo và linh hoạt cỡ nào, tốc độ rất là nhanh luôn anh em ạ. Tức là nhiều anh em xem truyền hình anh em thấy nó chậm chậm, nhưng thật ra khi mà đứng trực tiếp ngoài sân thấy rất là nhanh kinh khủng luôn, và đường chân rất là
tốt, khu dứt điểm nào trái phá cả. Chung là trình độ các cầu thủ đội tuyển Việt Nam từ 3 năm nay đã khác hẳn xưa rất là nhiều rồi. Đi xem trực tiếp thích đó. Thích lắm. Anh em có dịp xem trực tiếp thì tốt nhất lên sân xem trực tiếp nha. Chứ xem TV thì học đã lắm. Muốn học hỏi về kỹ năng bóng đá thì ra sân như thế này coi học hỏi cũng dễ hơn. Quan sát đúng một cầu thủ duy nhất chẳng hạn. Vô tình chụp được trái banh. Giờ mình vòng ra ngoài trước cửa sân lại để mình quan sát coi tình hình dưới sân như thế nào, là cũng khá là hỗn loạn. Mua vé. Tình hình mua vé rất là hỗn loạn ngoài đây. Đó. Nếu mỗi lần mà đội tuyển đá ở Thống Nhất thì nó sẽ như vậy thôi anh em à. Có một cái điều mà mình thấy ở coi các clip nước ngoài á, thì những cái khu vực giống như thế này thì thường là sẽ đặt những cái khu chơi vui chơi hay là những hàng hóa hay trưng bày những cái thứ đồ của nhà tài trợ của giải đấu. Nhưng mà riêng đợt này chỉ có mỗi cái Facebook ở đây thôi, rất là ít, chỉ có một đúng một cái đó thôi. Không thấy Rainsport để bán áo đấu đội tuyển, cũng không thấy những đơn vị bán hàng nào khác hoặc là những hoạt động vui chơi ở đây á. Chỉ là tới vô khách hàng vô rồi coi đá banh, rất là đó. Ở đây chợ đen vẫn còn đang hoạt động náo nhiệt. Ok, mình đã về lại khu vực phía bên phải rồi. Ở đây mình có thể thấy là khán đài B, C, D đã full rồi. Góc này thì còn một ít chưa kín, nhưng mà lát nữa chắc cũng sẽ kín thôi, kín hết. Wow, đã quá. Hội cổ động viên Việt Nam Golden Star ở đây cổ vũ nãy giờ đồng nhiệt. Hồi nãy tới sớm thì thấy nó không được đông lắm, bây giờ thì kín ngàn người cũng phải thôi. Rõ ràng là Thống Nhất cũng lâu lắm rồi mới có một trận banh của đội tuyển Việt Nam, nên thành ra phải đông thế này thôi, phải đông vậy chứ. Ở đây thì đội tuyển Việt Nam đá phía bên kia, Afghanistan thì bên này. Thì hy vọng là bên này ghi bàn thì nó chạy qua đây năng mình. Vậy đi. Hội cổ động viên vẫn đang rất là náo nhiệt bên kia. Đề nghị quý vị đại biểu cùng toàn thể quý vị khán giả nhiệt liệt chào đón đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Afghanistan. Mới thấy Thống Nhất đông như thế này, tuyệt vời. Ồ, cờ lên bên kia kìa anh em. Phan Đức đá trước, Đặng Văn Lâm, Tuấn Hải, Quang Hải, Ariano Smith. Trần Đình Trọng. Sao quay dạo có dở nữa. Huấn luyện viên Bắc kia rồi. Nãy giờ không thấy thầy Bắc đâu. Đây là các cầu thủ Afghanistan. Thể hình rất to nha. Ok, Trần Đình Trọng có thể trở lại. Hồ Tấn Tài. À vậy cái nhóm bên kia khởi động là mới là cái nhóm đá chính. Còn nhóm nãy mình quay khởi động thì lại hôm nay lại dự bị. Ok.
Đây cổ động rất sôi động. Chín hết luôn. Wow. Chín hết. Tiếc là mình không quay được. Mãi lo tám với lại anh photographer kế bên. Rất cool nhiệt. Ồ, phối hợp hay. Và đập nhã rất hay của đội tuyển Việt Nam. Rồi bạn bật đã thế. Xung quanh lên lát theo luôn. Quá đẹp, quá đẹp. Giờ tiếp đi, giờ tiếp đi. Quá đẹp. Đẹp quá. Tới trận đội tuyển Việt Nam có nhiều cơ hội hơn nên có bàn thắng dẫn trước là phải thôi. Nhưng mà phải một điều nào mình rất ấn tượng khi một ngày hội bóng đá diễn ra tại sân Thống Nhất. Sau trận này hy vọng là còn nhiều trận đội tuyển Việt Nam như thế này tại Thống Nhất. Tại Sài Gòn thì rất là đói các trận thi đấu
giống như thế này. Hello em. Sao? Chụp hình hả? Chụp hình em, tấm hình em thôi. Rồi, đây. Rồi. Cảm ơn nhiều. Ok. Cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy. Ok. Cảm ơn thầy. Rồi, chụp hình nữa hả? Rồi, ok. Ngồi. Rồi, xuống sáng xíu cho thấy mặt. Ok. Rồi, chào em nha. Rồi, cảm ơn em. Rồi, rồi. Hello em. Rồi, đủ chưa? Ai nữa không? Thiếu ai không? Ok, ok. Rồi, ok. Giờ chạy nha. Chạy đâu cho thoát. Có chụp hình đây không? Có một số bạn cổ vi trên này biết mình và xin chụp hình với mình. Mình cũng rất là vui, cảm ơn em đã biết đến TV Style và luôn trân trọng và quý mến Thi như vậy ha. Cảm ơn em rất nhiều nha. Cảm ơn em donate cho mình để mình phẫu thuật chân hôm nay mình bước đi đây nữa nha. Không có ghế ngồi, phải đứng. Rất nhiều khán giả ở đây là không có ghế ngồi là phải đứng. Đứng xem, quá à, rất là đông. Đứng xem. Oh. Di chuyển từ khán đài bên khán đài C qua khán đài D để tác nghiệp bên khán đài D tiếp. Sẵn đi một vòng qua đây luôn. Chân mình chạy 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 100m được chưa ta? Bước đi. Bước đi đây nãy giờ. Ê, bước đi cũng rất là ngon rồi. Mình 7 tuần. 7 tuần sau mổ là bước đi khá là ổn định rồi. May mà mỗi chàng nhân tạo, chứ còn nếu mà mỗi chàng tự thân không biết là giờ đã đi được như giờ chưa. Nếu mà hy vọng là sẽ còn nhiều trận thi đấu quốc tế hay là đội tuyển diễn ra tại thống nhất, mình sẽ còn đi tiếp nha. Trời ơi, vui quá, vui quá. Vô tình hôm nay đi tác nghiệp gặp lại học trò của mình xa xưa. Hào. Không? Dạ. Trời ơi, trời nó lớn dữ vậy. Em lớn dữ vậy. Còn lớn dữ vậy hả? Cao hơn thầy luôn rồi. Ghê hả? Kinh khủng. Học trò mình anh em ơi. Trời ơi, mình gửi cái những cái clip mà những cái hình mà xưa lúc mà Hào nó mới tập tương banh chết đứng tới đây. Không? Giờ cao dữ vậy. Đá banh với thầy được chưa? Đá được không? Đá không? Dạ. Huấn luyện viên cho đi đá không? Thôi để bữa nào làm một cái clip thử thách Hào riêng hay là đi áo anh chung với Hào riêng cũng được. Trời ơi, hay dữ trời. Bây giờ bao nhiêu tuổi rồi ta? 16. Mã Hào 16. Đang đi ông Sài Gòn cả. Cái giải này thì ra hỗ trợ luôn. Hỗ trợ thì vui không? Vui. Vui chứ, để coi mấy ông tuyển thủ đá mốt thành tuyển thủ. Được không, được không? Nha, tập toàn. Yeah, 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 chờ xem nào trong video này. Chơi mình thời gian sắp tới nha. VFS. Đây là VFS, mình chia Việt Nam Golden Star. Đây, có cái này hay nè, có nè. Hội cổ động viên này có một cô gái rất đẹp đây với mái tóc đen đen xanh xanh. Phải xanh không ta? Không phải xanh. Mời mọi người ngắm vẻ đẹp của bạn gái này, cổ động viên rất xinh xắn. Hát rất. Hai cú đá liên tiếp của Quang Hải. Ôi, không sao. Sập các bạn. Rồi mình ráp vô lại đi. Một pha va chạm. Gãy các bạn. Có người tới sửa. Ok, sửa xong. Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Mém nữa là mình ăn đạn luôn rồi.
nãy giờ mới thấy thầy Bắc ra đứng. Primero Mundo có logo FIFA luôn. Logo FIFA là sẽ được đá những giải quốc tế, chứng nhận của FIFA, sản xuất tại Thái Lan, đội bóng của Thái Lan. Cao biết mình đang mặc cũng là của Ray Sport Việt Nam luôn. Và trong sân cũng có một xung quanh sân cũng có những người biển quảng cáo của Ray Sport, đơn vị tài trợ áo đấu cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Thì anh em muốn mua đồ Ray Sport thì link trong phần mô tả, rất nhiều đồ Ray Sport. Hết giờ Việt Nam thắng 2-0. Yeah. Hello. Okay.
xin chữ ký luôn. Bóng đá Việt Nam như rất cuồng nhiệt và rất sôi động, rất tuyệt vời luôn. Đội bạn đá xong xin chữ ký đội bạn luôn, ghê thật. Và cầu thủ số 12 đó cũng rất là đẹp trai đó, nên thành ra là đây là một cái buổi đi mà mình cảm thấy rất là thú vị, rất là thú vị, một cái trải nghiệm mà mình cảm thấy rất là vui khi mà xem bóng đá tại sân vận động Thống Nhất. À, một không khí bóng đá rất là náo nhiệt, người hâm mộ thì luôn luôn sôi động và cổ vũ suốt cả trận đấu. Trận ngày đấu thì coi ở trực tiếp tại sân thì cảm thấy rất là mãn nhãn và rất là đã. Và đội tuyển giành chiến thắng với tỷ số 2-0 cũng là một niềm vui rất lớn dành cho người hâm mộ bóng đá tại Thành phố Hồ Chí Minh, tại vì rất là lâu rồi không có một cái trận thi đấu nào tại quốc tế tại thành phố để cho những người của thành phố được thưởng thức bóng đá đúng nghĩa. Này đúng là một ngày hội bóng đá dành cho người Thành phố Hồ Chí Minh, tuyệt vời ha. Ok, thì giờ thì mình đi chuyến này cũng đôi chân cũng mệt mỏi tại đứng suốt 2 tiếng đồng hồ và đi tới đi lui trong cái sân vận động to như thế này với cái chân cộng dây chằng mới được tái tạo sau gần 2 tháng. Ok, nếu mà anh em thấy hay thì nhớ đừng quên like, đăng ký kênh nha. Đăng ký nha. Và thật ra là đây là một cái số mà mình cũng thử làm thôi. Tại vì không biết là mọi người có thích cái kiểu mình đi xem bóng đá, xem đội tuyển như thế này hay không. Mình không biết mọi người thích hay không. Nếu mà thích hay không thì comment bên dưới. Tại đó giờ mình làm toàn là mình đá không, mà mình không có làm những nội dung mà đi xem người khác đá bao giờ. Thì lần này làm thì mọi người để lại comment ý kiến của mọi người cho mình biết nha. Nhớ để lại comment cho mình biết nha. Rồi, ok, mình phải đi. Xin chào, gặp lại, bye bye. Wow. Hello. Trời ơi, toàn là cơ động không à, mà rất là dễ thương nha anh em à. Oh.